cũng rất là vui là
nên lại ngồi đây để nghe các anh em ngồi chia sẻ cho mọi người nhìn nhận bóng trên như thế nào, và đâu đấy chúng ta có thể có những nỗi lo gì không, nhưng không có những nỗi lo rất là quan trọng. Chúng ta đến đây để có những nỗi lo ở đấy mà khi đâu đấy là trong phòng này thì mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau được. Thì với thế thì cái nỗi lo nhất ở trên cái bóng trên cái thời đó thì thấy nó cũng còn rất là mù mờ và nó mang tính không ổn định, và nó còn mang tính gọi là scam nhiều hơn, nghe là scam nhiều hơn. Nhưng cho đến khi mà mình view xong rồi, mình chạy xong rồi thì phải đến lúc, đến lúc mà mình theo dõi thực sự sâu rồi đấy, đến lúc mà những người chủ mua rồi thì mới thấy rằng là Cardano có nhiều những cơ chế để cho mọi người cộng đồng tham gia rất là tốt, và sau này chúng làm được catalyst rất nhiều rồi thì thấy rằng là cái việc đề cao cộng đồng Cardano rất là quan trọng. Lúc đấy mới thấy là nó là cái dự án thực sự. Thì không biết mọi người có các anh chị em khác có ai cần thắc gì không thì chia sẻ đấy, đúng không? Chia sẻ người mình đâu cũng trước khi mà Hùng đi vào chuyên sâu kỹ thuật một chút. Cảm ơn. Cho em xin ý kiến của hai anh Dốc đấy. Anh chia sẻ một chút về cái cách hiện tại thì anh chào. Thực ra em cũng là một người mới đứng ở Cardano, em là một lập trình viên nhưng mà hiện tại chưa phải là lập trình viên Cardano. Mong muốn sau này là tham gia tất cả các vị thế của Cardano. Thì em bắt đầu là mình về, tức là bắt đầu cái tư duyên của Cardano là cùng nhà đầu tư. Em có biết đến đầu tư thì sau đấy em biết Thầy Hùng. Từ Thầy Hùng mới biết Cardano rồi. Thì từ cái thời điểm mới biết đến Thầy Hùng phân tích về blockchain, em xác định xu hướng của mình, tức là con đường sắp tới của mình thì sẽ thường như vậy. Nghĩ là có xu hướng dài, thiết bị con đường dài hơn. Thì anh tiếp xúc với nó thì anh cảm thấy là cái rào cản lớn nhất hiện tại anh thì bắt đầu phát triển hoặc là xây dựng một cái dự án với chính Cardano thì hiện tại anh thấy cái rào cản nào lớn nhất? Thực ra là phải tạo được chúng ta thời gian đấy, mình đã có nền tảng công nghệ rồi, không sợ những cái kiểu ngôn ngữ hay là cái quá khó các thứ gì đâu. Thì mình tự đọc trước mình cũng biết được trang Cardano Nguyên, mình vào trang chủ của Cardano thì đọc luôn. Đọc được sau đấy là mình biết là có trang Nguyên. Đúng là tại vì là anh em làm phép thì việc học lên mới hoặc là tiếp thu một cái dự án mới chắc chắn thôi, anh nghĩ là không phải khó. Vấn đề là mình cần connect các cái thông tin này để có thể sử dụng không. Thì em không giống anh ở cái giai đoạn đấy. Anh Lộc có chia sẻ gì không? Ok, vậy thì những cái vấn đề mà mọi người gặp phải ấy, thì em nghĩ là vấn đề chung và tất cả những người mới tiếp cận Cardano đều ít nhất một lần đặt câu hỏi, và vì thế nên là em hôm nay được anh Hiệu giới thiệu thì em sẽ chia sẻ về một cái tổng quan về việc là hiện tại Cardano có những cái gì và mọi người có thể là lựa chọn cho mình được những cái vai trò khác nhau trong việc phát triển. Có thể là với những người họ có ít thời gian mà họ có nguồn tài chính dồi dào để tiếp cận sản đầu tư, hoặc là một nhà VC nào đấy trong một dự án nào đấy, hoặc là mọi người có thể đóng vai trò là developer trên cái chain của Cardano luôn. Ok, thì nội dung của ngày hôm nay em sẽ chia sẻ 6 cái phần chính. Đầu tiên thì tất cả mọi người với Cardano thì đều cần biết được là Cardano có những gì, cái cơ bản về nó. Cách thức mà mình có thể là sở hữu ADA hoặc là dịch chuyển giao dịch, thì cái phần introduction này nó sẽ mang kiến thức cơ bản nhất để mọi người nắm được các cái thao tác trên Cardano. Tiếp theo là mọi người sau khi sở hữu ADA, mọi người sẽ có nhu cầu là tìm hiểu phân tích các dữ liệu on-chain và off-chain của cái chuỗi khối. Thì phần 2 sẽ là phần là chúng ta sẽ có những công cụ nào để theo dõi các dữ liệu on-chain và off-chain, cũng như là mình biết là cái điều gì đang xảy ra trên chuỗi khối tại thời điểm đó. Mọi người có thể maybe nếu mọi người hay theo dõi cái dữ liệu trên đấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy một vài trường hợp mà tự nhiên có một lượng ADA hoặc là USD dịch chuyển tương đối lớn tại thời điểm đấy. Mọi người có thể dự đoán là hiện tượng gì có thể xảy ra trong vòng một vài ngày tới được không? Đấy cũng là một cách mà khi mọi người check in cái dữ liệu này.
Ngoài ra thì phần 1 và phần 2 thường là sẽ cho những người mới tiếp cận đến Canada và sẽ cung cấp cái kiến thức basic nhất. Còn phần 3 và phần 4 thì nó sẽ chuyên sâu hơn về tech, tức là bạn mà muốn phát triển cho Canada hoặc là những người mà muốn vận hành những cái bootstrapping cho cộng đồng, hoặc là những cá nhân mà sở hữu được những cái cộng đồng tương đối là ổn định thì mọi người có thể tìm hiểu phần 3 và phần 4. Trong đó cái SPO đó là cái sự sống cốt lõi của cái mạng Canada, nó giúp cho cái mạng khi tập trung. Phần 4 là phần mà mọi người em nghĩ là mọi người sẽ thú phần này, tại vì cách để tạo ra một thông tin là một NFT, nó một phương pháp mà có thể giống như cái mặt cân đối tài chính của một doanh nghiệp, thì cái token của NFT nó được coi là cái tài sản của một cái dự án để phát triển của Canada luôn. Và mọi người có thể nói đùa là có thể là cái này có thể là giấy, có thể là có giá trị. Cái giá trị của token và NFT thuộc vào cái giá trị của dự án mà mọi người đem lại cho cộng đồng hoặc là cho hệ sinh thái Canada luôn. Thì để token của NFT có giá trị thì dự án của các bạn phải có giá trị. Còn dĩ nhiên là ngoài kia có rất nhiều dự án không có giá trị, nhưng mà họ vẫn sử dụng các tờ chứng chỉ NFT và họ đẩy ra cho cộng đồng. Tuy nhiên thì những cái trường hợp như thế ở trên Canada có phần hạn chế hơn so với các dự án khác. Em không nói không có nhưng mà nó sẽ hạn chế hơn. Ok, và phần 3, phần 4 thì sẽ thêm nhiều về kỹ thuật hơn. Còn phần 5 và phần 6 thì đây là một mô hình mới mà em nghĩ là sẽ phù hợp cho tất cả mọi người có thể tiếp cận với Canada dưới dạng là mọi người có thể là bắt đầu một cái mô hình kinh doanh trên Canada thông qua cái quỹ Catalyst. Thì mọi người thường hay thấy con là Catalyst nó là Canada VC, tức là một hình thức tài trợ vốn cho các cái dự án để phát triển, nhưng mà nó không giống với các dự án VC truyền thống. Ở chỗ là nếu mọi người đi với các VC truyền thống, mọi người sẽ bị họ là yêu cầu rất nhiều vấn đề về cái rules hoặc là những cái tỷ lệ ở mức cái dự án. Tuy nhiên thì Catalyst nó là một dạng VC mà theo em thấy là ít ràng buộc những cái điều kiện nhất. Mọi người chỉ cần cam kết với họ là hoàn thành theo cái dự án theo tiến độ, và khi đó sẵn sàng có một quỹ tài chính cho mọi người để mình phát triển dự án, và mình thường sẽ không bị bên Catalyst họ chi phối quá nhiều về tỷ lệ sở hữu hoặc là phần trăm của các những cái phần token trong cái token mới chẳng hạn đó. Ngoài ra thì sau khi mà mọi người tiếp cận dưới mô hình thức là build các dự án thông qua Catalyst, thì sau đó mọi người sẽ mong muốn là giới thiệu cái dự án tới cộng đồng thì có nhiều hình thức. Tuy nhiên thì phổ biến nhất bây giờ đó chính là các mô hình Launchpad, IDO. Thì mô hình này nó sẽ hỗ trợ các bạn là đưa cái dự án của mình tới nhiều cộng đồng hơn. Và thông qua cái dự án này chúng ta có thể phân phối cái asset của chúng ta cho người dùng. Đó là 6 cái mục chính trong buổi hôm nay. Thì theo em nghĩ đây nó như kiểu là một cái vòng tròn khép kín để mọi người có thể là bắt đầu tiếp cận, rồi là đào sâu tìm hiểu phát triển các dự án, sau đó là đưa cái dự án của mình tới một cộng đồng được phổ biến hơn. Thì đây là một vòng tròn khép kín, mọi người có thể nếu mà mọi người nắm rõ được cái quy trình của những cái bước như này thì em nghĩ là để giúp một cái dự án thành công trong hai năm không phải là khó. Thì bản thân em thì thực ra là em đã trải qua tất cả 6 cái bước này rồi, tất cả các vai trò em đều đã tham gia, và trong dự án mà SPO thì em cùng anh Hiệu và một số cá nhân là những người đầu tiên sở hữu cái boom stepping ở Việt Nam, và bên em cũng đã hy sinh token, đồng thời là được các cái cộng vốn và các dự án thì cũng nên em đã làm được với một số sàn Launchpad. Nên là bởi vì là hôm nay em sẽ có một chút kinh nghiệm chia sẻ với mọi người về những cái
Thì đầu tiên là về được giới thiệu về Canonu, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái khái niệm rất là cơ bản thôi, đó chính là làm sao để sử dụng này, ADA này, rồi là cách để mọi người bảo mật cái ADA chuẩn bị của mình, cách mua bán cũng như là spec ADA. Thì như mọi người đã biết thì Canonu được coi là một cái hệ blockchain thứ ba sau Bitcoin, Ethereum, và ông ADA được coi là cái tài sản gốc đính coi của cái mặt trình Canonu. Và cái đơn vị tính của ADA thì ví dụ như là một đô la thì người ta sẽ chia nhỏ đơn vị ra thành 100 cent, thì ADA của ADA người ta Canonu chia nhỏ thành 1 triệu đơn vị lớp lây, thì lớp lây là đơn vị nhỏ nhất của đồng ADA. Thì trong nội dung của phần một này thì ở đây có một số cái thao tác mà mọi người sẽ làm việc khi bắt đầu tiếp xúc với Canonu. Mọi người sẽ cần phải biết là cái phí sử dụng. Mọi người sẽ cần là biết những cái phí nào là phí chính thức của Canonu, những phí nào là phí của bên thứ ba. Và cái thứ hai là các bạn cần phải biết là cách để bảo mật cái recovery phrase. Những cái thông tin này tương đối là cơ bản. Tuy nhiên thì với những người mới thì em rất muốn là các bạn để chúng ta lưu ý vấn đề này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ làm quen với một vài thao tác là mua cái đồng Canonu từ sàn tập trung, những sàn blockchain, và sau đó chuyển cái Canonu về ví. Ngoài ra thì trong cái phần giới thiệu này thì chúng ta sẽ biết được cái khái niệm về ví thác ADA để nhận cái lợi nhuận là khoảng tầm 5% mỗi năm tính theo ADA, và cách chúng ta gửi và nhận cái ADA này. Thì thật ra là với mỗi cái mục này bên em có dựng những cái video trực quan để mô tả. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ của bài nói chung hôm nay em sẽ chỉ chia sẻ một chút về hai vì đây là những hai điều quan trọng nhất trong cái phần introduction to Canonu này. Thì hiện tại Canonu có hai cái ví chính, đó là Dalinux và Android. Sắp tới thì trong mùa hè này thì có thể là Lace sẽ ra mắt. Tuy nhiên thì tính tới thời điểm hiện tại thì Dalinux và Android là hai cái ví chính thức, và có rất nhiều ví của các bên thứ ba phát triển. Tuy nhiên thì anyway là bên Canonu họ vẫn cái comment người dùng là lên sử dụng các cái ví do phát triển. Tuy nhiên thì có một vài cái rào cản nhất định ở đây. Thì như mọi người đã biết, Dalinux nó là một cái ví chạy full node trên mạng Canonu. Full node ở đây nghĩa là như nào? Tức là cái ví này họ sẽ connect trực tiếp từ cái chip, và họ sẽ download toàn bộ dữ liệu từ trên về. Và đây là một cái ví dành cho thiết bị PC. Tuy nhiên cái điểm yếu của cái ví này đó là cái dữ liệu trên cái ví ngày càng mở rộng và khối lượng nó tương đối là mạnh. Nên là nếu mà mọi người dùng PC mà cấu hình không đủ tốt thì cái vấn đề đồng bộ dữ liệu về nó tương đối là lâu, nó mất thời gian, và thường thì người dùng không thích sử dụng ví đa nước nào. Nhưng mà ví dụ như là các nhà phát triển như developer thì họ sẽ thích sử dụng cái ví này hơn, tại vì cái chuỗi là chạy trên PC của họ ấy, là cái chuỗi mà họ kiểm soát được và không có một cái tác động nào của bên thứ ba. Thì nếu các nhà phát triển thì nên sử dụng ví này để xem lỗi ví và lưu giữ cái password thông qua đây. Tiếp theo cái ví thứ hai đó là cái ví Roloi. Thì đây là một cái ví nhẹ. Được hiểu là chúng ta sử dụng cơ sở hạ tầng của Android, họ đồng bộ nốt trên cái server của họ, và cái ví nhẹ này họ sẽ chỉ có API để lấy dữ liệu thôi. Thì cái ví này là được sử dụng cho các cái thiết bị di động cũng như là extension của các chương trình duyệt. Thì thông thường mọi người sẽ sử dụng ví này để kiểm tra số dư, hoặc là giao dịch cái giao dịch đơn giản thì mọi người có xu hướng sử dụng
cái ví dụ vừa qua này hơn. Hiện tại thì có một số bên thứ ba phát triển cái ví chức năng tốt hơn, nhanh hơn, giao diện đẹp hơn Android. Tuy nhiên thì em nghĩ là khi lên smart thì các cái ví khác sẽ cũng khó cạnh tranh với lên. Và một điều cực kỳ quan trọng khi mọi người sử dụng ví đó chính là cái recovery phrase, nó hay còn gọi là cái private key, nó là cái chìa khóa bảo mật của cái địa chỉ ví đấy. Ví dụ là cái recovery phrase này, nó ai đó mà sở hữu cái mã khôi phục này thì họ có thể truy cập vào cái địa chỉ ví của mọi người bất cứ đâu, bất cứ thời điểm, và họ có thể thao tác và chuyển tiền của họ hoặc là những cái hành động có hại cho cái số dư của bạn. Thì đây là một cái mà bọn em có hai đứa con nó những cái số đó ấy. Mọi người cần phải giúp nó một cách ăn thôi. Thông thường thì mọi người sẽ biết ra giấy và có nhiều cách để ghi nhớ cái recovery phrase đấy. Đôi khi có một người thì có rất nhiều địa chỉ ví chẳng hạn, nhưng mà ví dụ như nếu mà cái bảng này mà có đầy đủ thì thầy sẽ cho mọi người 101 cách để lưu trữ cái thứ gì đấy. Còn cái public key thì nó sẽ gắn liền với cái private key, và nó được sinh ra từ cái private key này. Thì cái public key này thì mọi người sẽ sử dụng cái địa chỉ này để gửi và nhận ra. Thì cái public này cũng có thể chia sẻ cho người khác, hoặc là họ không cần phải quá bảo mật. Tuy nhiên thì cái private key nó là cái chìa khóa chính. Và các cái mục về cách để mua trên các cái sàn tập trung hoặc là sàn đất, hoặc là giao dịch chuyển ADA đời ví, ủy thác staking ADA hay gửi và nhận tiền giao dịch ADA thông thường, thì em nghĩ là mọi người ở đây đều đã được thực hiện ít nhất một lần. Nên là em sẽ không nói nhiều về cái vấn đề này nữa. Tuy nhiên thì cái phần mà giao lắp ví và sử dụng cái đi căng là hai cái yếu tố tiên quyết để mọi người có thể là bảo mật cái tài sản của mình. Thì sau khi mọi người sở hữu ADA thì mọi người cần theo dõi một cái dữ liệu trên chuỗi. Thì mọi người có thể là theo dõi một cái dữ liệu thông qua các cái công cụ. Ví dụ như ở đây có rất nhiều cái công cụ để mọi người có thể check-in. Nếu nói về lịch sử ấy, thì thằng Adafruit và thằng Kutum là những cái trình khám phá đầu tiên của cái mạng Cardano. Sau đó thì có Cardano Scan, KuPN và Cardano Access là cái sản phẩm, cái Cardano Blockchain Insight nó là một cái data studio thống kê tất cả cái dữ liệu on-chain và off-chain của cái chuỗi khối. Kèm một cái link ở đây nhưng mà chỉ chiếu à đây. Okay. Thì đây là một cái data studio mà họ sẽ thống kê tất cả những cái dữ liệu mà đang diễn ra trên chuỗi khối Cardano. Ở đây có các dữ liệu về ủy thác, rồi giao dịch, các cái pool, tình trạng các pool vận hành, số script của smart contract, rồi rất nhiều thứ. Thì tất cả các thông tin nó sẽ được hiển thị trên này, và đây là một công cụ rất hay để mọi người có thể là khám phá những cái dữ liệu đang diễn ra trên. Ok. Ngoài ra thì mọi người có thể nhìn qua một vài cái giao diện. Cardano Access thì nó là một cái công cụ mà mọi người có thể theo dõi được cái token và mọi người siêu số giao dịch, rồi là tốt những người nắm giữ. Thì Cardano Access nó sẽ thiên về việc là theo dõi các cái tài sản số hơn. Ngoài ra thì Cardano Scan nó cũng sẽ cho mọi người thông tin về một cái
token hoặc NFT trên cái mạng của Cardano có được verify hay không? Có rất nhiều cái token và NFT ICO nhưng không được verify, và những cái tài sản đấy rất có thể là một sản phẩm của một dự án scam đó. Thì mọi người có thể check những cái thông tin về verify, thì verify xác thực, những xác thực của những cái token đấy thông qua token này. Còn Arakun thì nó là một công cụ mà mọi người có thể là so sánh những cái hiệu suất của các cái pool staking ở trên mạng Cardano. Thì đây có thể coi là cái công cụ đầu tiên khám phá ra, khám phá cái dữ liệu, tức là họ lấy dữ liệu trên chuỗi về và họ build lên một cái trình khám phá này. Và đây được không có thể là cái đầu tiên của Cardano từ trước đến từ khi bắt đầu các cái dự án phát triển, thì đây là dự án đầu tiên. Đó thì mỗi một cái công cụ họ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên thì mọi người có thể tham khảo và sử dụng với tùy thế mục đích của mình. Thì trong số 6 cái công cụ này thì em đánh giá là cái số 6, cái Cardano Blockchain Insight là một cái dữ liệu rất là quan trọng, và mọi người nếu mà muốn đào sâu thì nên sử dụng cái công cụ này. Thế thì đó là những cái thông tin cơ bản về việc là khi mà cái tiếp cận với Cardano, mọi người sẽ có những cái khái niệm cơ bản cũng như là những cái công cụ để mọi người theo dõi. Thì trong cái phần 3 này ấy, là phần mà mọi người sẽ tìm hiểu về việc là vận hành một cái pool staking trên mạng Cardano như thế nào. Thì cho em hỏi ở đây, không biết là có những anh chị nào đang sở hữu một cái pool và đang chạy một cái pool staking trên mạng Cardano. Đây có anh Hiệu, anh Tiền, anh biết rồi, nhất là có anh em nào đang chạy một pool không? Dạ, cho em hỏi chẳng. Có hai anh là em thấy có mỗi người có một pool rồi. Anh Tiền Bùi. Thì cái SU này thì nếu mà mọi người mà cứ tham gia Catalyst vài quan mà mọi người gọi được quỹ thì em nghĩ là mọi người sẽ có nhu cầu mở cái SU quỹ này thôi. Em nghĩ là bây giờ chắc khoảng tầm 30.000 trở lên là mới là có sắp xếp, là cứ mỗi lần mà chuỗi tối họ mặc tên nốt ấy. Em có một cái lưu ý nhỏ, đây là cái em giúp tao, nhưng không biết là với vì là nó không phải hoàn toàn đúng, nhưng mà cứ mỗi lần mà chuỗi tối Cardano update ấy, thì là thời điểm đấy là thời điểm mà những pool nhỏ rất hay có cơ hội đóng một lốc ở cái thời điểm đấy. Tại vì là khi update node, khi có thông báo update node thì đồng thời là tất cả các pool lớn họ sẽ update ngay, và đấy là cái thời điểm mà những pool nhỏ họ sẽ với vì là họ sẽ miss spot và cơ hội đấy được trao cho những cái pool nhỏ. Và em quan sát là những cái thời điểm như thế, những pool nhỏ là những pool mà có tỷ lệ đóng với lock cao hơn những pool lớn ở cái thời điểm update node. Như bây giờ là đang chuẩn bị update node 1.35 lần trên 2, bởi vì anh em có, anh có thử chạy đi cái đơ này để ăn may mà còn cái update suốt. Update là một công việc tương đối là vất vả, tuy nhiên thì như ở đây em có nội dung của cái phần SPU này, nó sẽ bao gồm những cái mục về thiết kế chạy một nốt, thì cái setup rồi là chúng ta sẽ cân đối được chi phí, chúng ta sẽ xác định được là cái cấu trúc nào chúng ta thiết kế để tối ưu được cái chi phí là một này, là phải tối ưu cái lợi nhuận là hai, và có những cái tham số chúng ta phải setup để làm sao mà nó phù hợp với nó phù hợp với dự án trong từng setup. Ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy là một cái pool chạy bình thường họ có một vài cái phí mà sẽ trả cho chủ pool ấy, thì tùy những giai đoạn, có những giai đoạn là dự án họ tham gia SEO thì họ sẽ thay đổi những cái margin fee đấy, thì tùy thuộc vào từng giai đoạn anh em thiết kế thì chúng ta có thể điều chỉnh những tham số để làm sao chúng ta tối được lợi nhuận. Thì đấy là bước đầu tiên để vận hành một cái pool, chúng ta biết cách chạy một cái nốt. Và một cái nốt chạy thì chúng ta sẽ cần theo dõi là những cái thông số nào của cái pool đấy,
nó đang hoạt động ra sao, hiệu suất như nào, thì cộng đồng có một cái trình theo dõi và phân tích cái hoạt động của nốt. Cái này cũng là một sản phẩm của cộng đồng đóng góp thôi, nó là cái loa loa, thì khi mọi người chạy nốt và chạy loa loa thì mọi người sẽ theo dõi cái thông số của cái khu đấy, thông qua cái loa loa chính và cái loa loa thì mọi người sẽ theo dõi được độ nốt trong cùng một lúc đó. Thì đây hai cái đầu tiên nó là hai cái rất basic của người chạy cái nốt. Tuy nhiên để làm được sâu hơn hoặc là mọi người để tích hợp nhiều ứng dụng hơn thì mọi người sẽ cần phải làm việc đến một cái dữ liệu DBC. Đây là cái dữ liệu của chữ cột và mọi người cần phải cài những cái DBC này rồi vào wallet để tích hợp vào cái nốt mọi người chạy. Thì cái cũng và cái cố thì thường cho những bên mà phát triển phần mềm và họ có nhu cầu đào sâu hơn, họ cần những cái dữ liệu cụ thể hơn thì họ sẽ cài đặt phần ba nó còn được. Ngoài ra thì cái Sendu nó là một cái công cụ mà cộng đồng phát triển để mọi người có thể thao tác với cái việc chạy nốt nó đơn giản hơn thông qua các comment hoặc là running nốt thì thường là chạy comment. Còn cái Sendu là họ họ đã viết hết thành cái script rồi và mọi người sẽ chỉ chạy những cái script thôi. Và Sendu nó là một công cụ tương đối là uy tín trong cộng đồng và đa phần bây giờ mọi người sẽ chấp Sendu vì cái thao tác nó đơn giản hơn và những cái update cũng như là những cái cập nhật thường xuyên của cái Sendu này thì nó sẽ dễ hơn cho những người dùng mà không phải không không sự quen cái công năng đó. Tuy nhiên thì anyway là đôi khi là tốt update version nhưng mà không xem tool có thể bạn không phải viết script hay gì đấy ông thường là sau ông cầm lên mạng và để cái thao tác vận hành tool nó được đơn giản hơn cũng như là nhanh hơn thì mọi người có thể sử dụng Docker. Docker thì nó sẽ mô hóa tất cả cái thành phần của nốt và mọi người có thể là Docker một cái DB hoặc Docker thì mọi người để vận hành một cái nốt thì trung bình mọi người sẽ cần khoảng tầm 1 triệu rưỡi. Còn trước đây thì kể cả quá trình bộ DB nhé. Còn với cái dữ liệu DB bây giờ khoảng tầm 80 GB. 80 GB mà mọi người chạy đồng bộ theo cách thông thường ấy thì tương đương với thời gian nó tùy thuộc vào cấu hình mạng rồi là cái tốc độ xử lý máy đó. Thì cái Docker là một cái khu tương đối là hay, tuy nhiên thì dưới Docker nó có rất nhiều vấn đề mà nếu là mọi người không chú ý về cái tính bảo mật thì rất dễ là để lộ những thông tin qua Docker. Phần 4 là chúng ta sẽ nói về việc đó là issue các cái asset, tức là để phát triển một dự án thì mọi người sẽ có xu hướng thiết kế nó thành một cái nguyên như tài chính nào đấy và cái game tài chính đấy, cái gốc của game tài chính đấy là mọi người cần có một cái asset nó thường sẽ là token. Còn những mô hình mà có thể sử dụng NFT thì nó sẽ ít hơn, tuy nhiên thì đa số thì mọi người sẽ sử dụng token cho cái việc viết nên những cái nguồn tài chính của những cái dự án. Thì EC token và NFT thì hiện tại bây giờ có rất nhiều các cái công cụ bên thứ ba mọi người có thể là mình trực tiếp trên cái công cụ của họ. Tuy nhiên có một cái nhược điểm đó là mọi người sẽ không sử dụng cái policy ID mà policy ID nó sẽ nằm ở trên cái ví mà nó được được issue của cái bên ba đấy và không ai dám chắc và cái bên nhà phát triển đấy họ có thao tác gì với cái địa chỉ đấy hay không thì không rõ. Nhưng mà nếu mà mọi người tự build node và tự issue cái phần NFT ấy thì mọi người sẽ là người nắm giữ được cái key, cái policy ID đấy. Và như em thì em thường là em tự issue bằng cái comment. Thì sau khi cái quá trình issue NFT hoặc là issue token NFT thì mọi người cần phải verify nó, tức là có rất nhiều token NFT được issue và không được verify thì nó sẽ hạn chế tăng trên các cái bên phát triển thứ ba và nhiều bên sẽ yêu cầu là các cái tài sản này cần phải được verify để chứng thực là bạn là chủ sở hữu nó và họ biết là
đó cũng là cái dự án nào đấy nó làm hết trên giới đó. Thì cái Verify Asset này thì nó có một cái công cụ của cái Cardano phát triển, và mọi người sẽ chỉ có pull request, mất pull request thông qua cái thông tin được tham mưu những thông tin này đã verify rồi. Còn một số sàn mà mình list cái asset của mình lên ấy, thì họ sẽ yêu cầu là bạn phải thanh toán một cái khoản phí nhỏ để pay cho cái bên phát triển đấy để mình verify asset. Vì trước em nhớ là bên đắt nhất là bên thế nào trả 50 ADA cũng phải lên 2,5 triệu luôn, là họ trả 50 ADA để verify trên cái blockchain của họ ấy. À, trên cái project của họ nhé, chứ còn cái dạng verify trên của Cardano rồi, nhưng mà họ vẫn muốn là phải xem một cái giao dịch để mình verify, thì biết nào cũng không được làm, đó là chẳng là một như là wedding swap. Ok, thì sau khi là mọi người có một cái asset và được verify thì mọi người sẽ có một cái mối để phân phối cái tài sản đấy đến những cái cộng đồng mà ủng hộ cho dự án của bạn dưới dạng là reward rồi SPO rồi những cái mô hình hiện tại bây giờ họ có thể làm cả group em group, tức là họ thông qua các cái bên phát triển thứ ba và họ cung cấp một cái số lượng token nhất định để mọi người có thể lên cái token đấy về. Thì tuy nhiên là rất nhiều token hiện tại bây giờ mọi người có thể thống kê là khoảng tầm hơn năm triệu tư cái token đã được ký sự trên mạng Cardano, một số rất là lớn. Nhưng mà phần lớn thì nó hiện tại bây giờ chưa có giá trị, còn sau này thì em không rõ. Và sau khi các cái token này được phân phối với một cái lượng nhất định ra cộng đồng ấy, thì mọi người sẽ nghĩ đến việc đó là list các cái token này lên các sàn tập trung hoặc là cung cấp liquidity cho các cái sàn swap hoặc là DEX. Thì ở đây hiện tại một số sàn swap, sàn DEX có volume lớn hiện tại bây giờ đứng đầu như là Biswap, sau đó là sàn D, sau đó là Windrider, sau đó là sàn D, tức là Webleaf, đấy là bốn sàn lớn nhất hiện tại bây giờ. Đấy, ví dụ như có cái link swap. Ví dụ như đây là một cái giao dịch swap trên sàn Windrider. Thì ở đây là một có thể swap token cái token của bạn với cái đồng ADA hoặc là các cái đồng token khác. Thì ví dụ như ở đây swap, chắc mọi người đều trả các swap rồi, thì đây nó có một cái rate, cái tỷ lệ quy đổi, và các bạn có thể là thay vì là tham gia những cái SEO mọi người lên swap cái token được. Ngoài ra thì có thể là trading thông qua những cái mô hình kiểu order book hoặc là AMM, thì USD swap đây cũng là một cái sàn nó hot đang trên AMM. Ví dụ như vậy. Thì hiện tại với Cardano thì cái Catalyst đang là chủ đề mà được cộng đồng Việt Nam rất quan tâm. Và em biết là có rất nhiều team ở Việt Nam đang build những cái đội riêng để làm cái Catalyst này. Có nhiều yếu tố theo đánh giá là vừa có lợi vừa hơi rủi ro. Tuy nhiên thì trước mắt thì đây là một cơ hội tất cả mọi người đều có thể tham gia và có thể là sở hữu được ADA với chi phí bằng không, chính xác là chi phí bằng không, mọi người chỉ có bỏ chất xám và thời gian. Còn lại thì nếu mà xét về mặt vốn, mọi người không phải bỏ ra một đồng nào vẫn có thể sở hữu được ADA. Thay vì việc là anh em ngày xưa không có Catalyst thì vẫn phải mua giá 1 đô 2 đô đó được. Thì với Catalyst thì có rất nhiều vai trò, thì em thấy là
các cộng đồng Việt Nam chia sẻ về các cái ý tưởng rất nhiều, rất nhiều cộng đồng mạnh về cái mảng này. Em cũng sẽ không đi sâu vào này vì mình mới chia sẻ rất nhiều rồi. Ví dụ anh Kiệu cũng chia sẻ về tất cả các list, rồi một vài bên họ có cộng đồng mạnh, họ cũng tập trung làm một vài list đó. Thì ở đây em chỉ có điểm lại những cái vai trò mà mọi người có thể tham gia với cái Catalyst. Thì hiện tại như bây giờ là ngày trước ACA và VCA, bây giờ họ sẽ thành là PA và VPA. Thì vai trò của họ là đánh giá dự án, và khi dự án đó có vốn hoặc không có vốn thì người đánh giá rất khó đối quân. Ngoài ra thì mình với bạn mà mong muốn là build một cái dự án trên Catalyst thì có thể tiếp cận với vai trò là proposer, đề xuất những cái ý tưởng và đưa ra một cái lộ trình và cam kết là thực hiện được cái lộ trình đấy, thì sẽ tham gia với vai trò là proposer. Ngoài ra thì nhân tố quan trọng nhất của cái Catalyst đó chính là những người phụ tập. Phụ tập thì họ sẽ quyết định xem là cái dự án nào là dự án cấp 4. Và đôi khi cái tài phụ tập bây giờ chưa được theo đánh giá họ tốt theo cá tính nhiều hơn là việc là họ đánh giá các dự án. Tuy nhiên thì em cũng là quá trình của Catalyst sẽ phát triển dần dần, và cộng đồng voter sẽ dần nhận ra cái vai trò của họ, và khi ấy thì những cái đóng góp của voter sẽ cái impact nó sẽ lớn hơn bây giờ. Còn hiện tại bây giờ thì nó mang tính chất là chưa được thực sự đánh giá đúng cái vai trò của một cái dự án. Đôi khi cái vai trò đấy cái cộng đồng PA và PPA đánh giá rồi, và thật sự cái vấn đề PA và PPA đằng sau nó có rất nhiều tim và trinh ở Việt Nam cũng nghĩ vậy, và chưa thật sự làm không phải ở Việt Nam. Theo cái này quan điểm cá nhân của em nhé, có thể người không quan điểm cá nhân không nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại bây giờ cái quan điểm của em là PA và PPA cần phải được cải thiện và nó cần minh bạch hơn. Như vậy thì chúng ta mới có những cái dự án là thực sự là có giá trị cho cộng đồng. Tuy nhiên thì ông nào vốn tơ và ông nào làm dự án mà có số lượng khá lớn thì ông ấy cũng như thế. Vì mô hình của Proof of Stake là như vậy, nó là cổ phần, mà những người mà nắm giữ nhiều ADA thì nếu họ làm dự án thì họ có trong tay một cái quyền tương đối. Tuy nhiên thì mọi người cũng không phải băn khoăn quá nhiều, vì theo cái số lượng của các ông trên site thì số lượng cá nhân mà làm từ 100 triệu ADA trở lên tính thử kiểu bây giờ cá nhân là con số 0. Cái dữ liệu em không rõ là nó có chính xác không nhé, nhưng mà cái dữ liệu trên các ông trên site, nếu mà mọi người xem cái phần những cái địa chỉ phí, tức là họ sẽ thống kê được tất cả những địa chỉ phí số dư là bao nhiêu. Và hiện tại bây giờ cái vị cán bộ mà có từ 100 triệu ADA trở lên là chưa và trong khoảng 100 cái tiền gốc ở đây nó vẫn là zero, và đang có thể sở hữu là zero các vấn đề. Nó là ví dụ như một dự án và đối tập khoảng quốc khoảng là 100 triệu trở lên hàng nghìn thì chúng ta sẽ có được quý được cái quốc chứ không phải là quý. Thì chúng ta cũng lâu trên không cho đến là quý nào trên 100 triệu ADA. Em mới bắt đầu với con số này đấy. Nhưng mà vì nếu mà họ tính là ví unit ví cái ví mà duy nhất thì mình như vậy, không có cá nhân nào sở hữu quá 100 triệu đô la. Đây là số liệu trên Cardano trên Insight mới, thì em chỉ là thông tin lại để cho mọi người nắm được thôi chứ em không phải là đưa ra cái gì đấy. Ok, thì trong Catalyst này thì mọi người sẽ cần phải quan tâm đến hai cái vấn đề muốn là, tức là cái cơ chế của cái đúng không? Để mọi người có thể là thiết kế những cái sắp xếp cái công việc của mình để làm sao ứng được cái lợi nhuận của cái thứ này. Các thứ là có cái slide người đã chúng em lấy đi cái slide này. Đây.
thì nếu mà mọi người làm thì kia hoặc kia thì mọi người cần để những cái cơ chế phân bổ lực bớt cho mỗi một cái khoan. Thì ví dụ như ở đây đó là một cái khoan 6 thì nó có khoảng 160 à đâu, nó có khoảng tầm đây khoảng 6 đây là có khoảng tầm 160 ngàn cho CA và VCA ấy. Thì chúng mình muốn một cái đề xuất mọi người đánh giá thì mọi người sẽ được khoảng 160 đô và họ sẽ có một cái cơ chế để cho phân bổ cái 160 đô này cho những cái đánh giá thì tối đa là một dự án là họ sẽ trao cho khoảng hai cái đánh giá xuất sắc và quá đánh giá good và họ có rất nhiều cơ chế ở đằng sau rồi cái này giúp thừa nếu như mà số lượng đánh giá cho một đề xuất vượt quá thì những cái cơ chế này nó cũng bắt từ trong đảng và họ có anh có cái slide diễn giải này rồi thì có thể cần thì em có thể làm cái để theo dõi về sau khi để nói về nó khác cạnh về đặc biệt là cái cơ chế rút thẳng rút thưởng này sau ngoài ra thì cái Carano Chess cái kho bạc của Carano này thì cộng đồng chia sẻ rất nhiều rồi và chúng ta có thể thấy là đây là một cái quỹ rất lớn để cho mọi người có thể là chia sẻ và tìm kiếm lợi nhuận rất lớn để cho mình quỹ được cả và người biết dự án cho sinh đôi và đây là chúng ta tập hợp được một lượng để chúng ta làm được những dự án và hoàn thành nó để có thể là có những dự án hay cho cộng đồng thì em nghĩ quỹ không phụ tiền đâu chúng ta có sức để làm không thôi. Đó là những cái thông tin về Catalyst. Thì hiện tại em thấy có rất nhiều team đang làm Catalyst và họ có kinh nghiệm. Bản thân em thì em mới chỉ là người tiếp cận với Catalyst từ tháng 8 và tháng 8 là tháng đầu tiên em được đề xuất. Tuy nhiên là cũng được bên Catalyst Studio là support và anh em bên Catalyst Studio biết định giá rất là tích cực nên là may mắn là em cũng được cấp vốn lần đầu tiên viết văn thì nó không phải là đi đầu, tuy nhiên là nó cũng là một cái động lực để mình sau này mình biết nhiều hơn. Ok, thì cái mô hình cuối cùng mà em nghĩ là trong quá trình phát triển của dự án đó là mọi người sẽ đi đến việc là làm sao để có thể là cái studio phân bổ cái quyền hoặc là cái dự án của mình được cộng đồng. Thì Launchpad nó là một công cụ đang đánh giá là cần thiết để cho mọi người có thể là thúc đẩy được cái việc phát triển các dự án. Tuy nhiên thì để đi được một dự án và đi đến cái Launchpad có rất nhiều các bước và mọi người sẽ phải thực hiện từ cái white paper. Tuy nhiên có rất nhiều dự án không có ai mở Launchpad được. Nhưng mà em không thể ra đa mua. Thì trong Launchpad này có rất nhiều những cái mô hình trong kiểu như Launchpad là accelerator, incubator. Đặc biệt của Launchpad là khi mọi người làm việc với Launchpad thì họ là một bên thứ ba và thông thường là họ sẽ trả một cái phí để có thể là giới thiệu cái asset của mình tới cộng đồng và như em đã làm được một số người đấy thì họ sẽ trả cho mình tầm 7-8% cái số tiền mà mình gọi được. Thông thường thì để gọi con sàn thì người ta sẽ không gọi số tiền quá lớn, thường từ 200.000 thôi. Tuy nhiên thì một số sàn con sàn họ sẽ trả 7-8% số tiền mình gọi được. Ví dụ như là mọi người ta biết là gọi được 100 đô thuộc vào Launchpad, tức là thực tế mọi người gọi được 50 đô thôi chẳng hạn, thì bên cái bên chạy Launchpad nó sẽ trả của mọi người là 50.000 nhân với phương trình kết quả thì nó sẽ được từ 7-8-9% đó. Ngoài ra thì accelerator mọi người có thể thấy như bên Genesis họ có ra chương trình Genesis X là chương trình accelerator này, họ sẽ có
kêu gọi một vài cái dự án đến với họ và họ sẽ hợp tác để cho cái dự án đấy tiếp cận với lợi ích cộng đồng nó hơn. Ngoài ra thì có cái dạng yêu cầu thì thường cái này sẽ thông qua cái quản trị ra hay phải đưa ra mọi người có thể là tìm kiếm cái PC hoặc là nhận từ Apple cho cái ra ngoài. Một hình thức nữa mà em đánh giá là trên Cardano khá là hiệu quả đó chính là ICO. ICO thì nó dựa trên việc là mọi người vận hành cái staking đấy, và thông qua cái việc staking mọi người có thể nhận được quỹ vốn bằng ADA, và có thể là phân phối luôn cái chi tiêu cái asset của mình thông qua cái staking đó. Và đây là một ý tưởng rất hay mà bạn Cardano đã phát triển. Trước đó thì mọi người sẽ biết ICO hay IO hoặc IPO. Tuy nhiên nó cái mô hình này nó thường là trong một giai đoạn ngắn và một số lượng lớn tốt hơn của thị trường thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả đó là các bạn khi mà cái dự án đó được có mặt trên các sàn SEC hoặc là DEX. Cái vấn đề này nó là vấn đề chung của tất cả mọi người rồi. Tuy nhiên thì nếu bên nào mà chạy ICO theo cái thời gian đủ dài ấy, họ sẽ có được một cái cộng đồng phản tương đối là trung thành đi với dự án, và họ sẽ kỳ vọng là cái dự án đấy nó không phải là một cái dự án ngắn hạn, và cái mô hình SEO trong một thời gian dài thì sẽ giúp được là cái người để chạy cái dự án đấy họ yên tâm về cái việc là đi với cộng đồng tài sản họ kiếm nhất thì nó sẽ không thể được vào cái tội phạm nó quá rồi, tức là cái tình trạng vàng mà có tuy nhiên nó không bị nghĩa là bạn là cái tình trạng một cái gậy mà dài như vậy không thì sẽ không đấy hạn chế được hơn đấy. Cái tình trạng airdrop thì hiện tại có một số bên đang làm, ví dụ mọi người có thể là thế như là cột thông qua Z đấy là mô hình trên trang airdrop thì mọi người có thể lên cùng hút rất nhiều token. Trước em nhớ là yếu là 10. Hiện tại bây giờ có một số bên khác như là Tatum cũng chạy theo mô hình Airdrop. Tuy nhiên thì những cái asset mà chạy theo mô hình Airdrop thông qua các sàn này nó sẽ là thường là MetaCoin, và có thể lên được một số lượng tương đối là lớn như cái đầu Toski mọi người có thể thấy là đó là một MetaCoin. Tuy nhiên cái tổng cung của nó rất là lớn và họ sẵn sàng Airdrop cho mọi người 1 triệu. Nhưng câu chuyện là gì? Câu chuyện là họ là như vậy, họ là một lợi. Vì sao? Vì khi họ nghe mất một số lượng lớn ra ngoài trường, tự nhiên thì nó sẽ phát sinh một cái cung. Và những người sở hữu những cái đồng đấy, họ sẽ yêu cầu bán. Và như vậy, vô hình chung thì là nó làm cho cái đồng Hosky đấy, nó có cái tối ưu ra sự tương đối là lớn. Nếu mà theo cái trang phân tích kiểu Cardano chúng ta đi họ phân tích là top 10 hoặc là top 20 các đồng mà có cái khối lượng giao dịch lớn nhất thì khi đấy cả em luôn và nó sẽ phát huy tác dụng nó luôn lên bằng số tốt, là vì cái họ em luôn cho cộng đồng rất là lớn, và tự nhiên là cái số lượng lớn đấy áp vào tất cả những dự án như họ em luôn cho cộng đồng rất là lớn. Và anyway mọi người biết đến Nosky nhiều hơn, và như vậy là người y xin là cái đó như gì đấy phải được có lắp, mặc dù là cái lợi trước mắt sản phẩm này có thể nhận thêm có thể là có hosting để mang đi sản phẩm, nhưng là trong mắt sản phẩm này điều kiện của họ phát triển rất là ok. Ngoài ra thì nếu mà mọi người sở hữu một team, ngoài ra là thì nếu process là dự án mạnh một team thì mọi người có thể là view những cái công cụ riêng để phân phối cái tài sản của mọi người cho cộng đồng. Còn đây là một cái quá trình để đạt được hỗ trợ những người mà đóng góp cho mình giai đoạn đầu tiên ấy. Mọi người có thể đưa mình hốt cho họ với cái công cụ mà mọi người thích đi lên thì cái này là thì theo cái ý tưởng của mỗi người là hôm nay có những cái cách khác nhau để phân bổ cho tôi đấy, thì các bạn có thể đưa một cái tool để có thể là quan trọng được cái vấn đề đấy. Thì đây là những cái cách mà mọi người có thể đưa cái dự án của mình tới cộng đồng, và như một hình thức tri ân để cho những người có thể là sẵn sàng yêu thương. Và trong giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ cần cộng đồng, bất kể một cái dự án nào đấy chúng ta sẽ cần cộng đồng, và những người đi với chúng ta đầu tiên thì
chúng ta thì có cơ chế để là hai điều và đấy là những cái mô hình và giới thiệu ở trong phần 6 này. Đấy là ok, nó cũng không phải là case study chứ không phải là cái em đang làm. Thì thật ra thì cái việc thúc đẩy nó rất đơn giản. Thật ra thì nó cũng đạt rất đơn giản. Ai cũng có thể đi xin token. Câu chuyện là cái giá trị của cái token là gì? Ai cũng có thể. Và dự án của bạn có phải là một cái dự án mà có ích cho cộng đồng có phải hoặc là nó có ý nghĩa không, không thì lúc đầu cái tốc độ của các bạn có giá trị và có và không bên em thì đang tập trung tiêu cái ecosystem nó sẽ có ba cái những công trình đó làm cái ý nghĩa thì đây là một cái dự án mà sao bên em sẽ làm thế là bây giờ cũng như chạy nhưng mà bên mặt thì sao sẽ làm gì mà hiện tại bên em đã build một cái platform đó là phân phối cái token mà nó là một cái platform để có thể là staking. Ngoài ra thì bên em rất chú trọng đến việc là nâng cao cái nhận thức cộng đồng về các cái dự án cũng như là mong muốn là mọi người trang bị được những cái kiến thức cơ bản để có thể tự đưa ra những cái đánh giá và họ biết là cái dự án nào là cái dự án có giá trị với cộng đồng. Như vậy thì nó sẽ khiến cho một cái cộng đồng của nó có bền vững hơn. Và trong cái Tamazoo này thì bên em có 3 công trình hiện tại bây giờ là cái một cái sai đó là một cái sản phẩm được tổ chức phát tạo thì mục tiêu là để cung cấp những cái thông tin cập nhật thì về các có ở Việt Nam hay biết là có rất nhiều dự án làm về thông tin và về chia sẻ các tin tức cho cộng đồng. Tuy nhiên thì mỗi dự án có một cái điểm hay khác nhau. Cái dự án này bên em thì chỉ mong muốn là chia sẻ những cái mà tin tức chỉ có các cập nhật nhanh nhất từ cộng đồng. Còn vấn đề là tin tức là bên em có những cách sâu hơn thì cộng đồng sẽ cùng nhảy vào và phát triển. Và đây là một cái trang tin tức mà bên em định hướng là có trong một trang tin tức của cộng đồng. Thì sau đây trang tin tức của cộng đồng cũng đưa vào cái dự án. Bên em sẽ làm platform còn lại thì cộng đồng sẽ contribute cái content và họ sẽ nhận được cái reward cộng đồng và sẽ contribute content đấy và sau thì sẽ là tiếp hợp cái network và mọi người có thể là nhận được reward thông qua cái trên trang web. Ngoài ra thì bên em cũng thực ra nó bắt đầu từ việc là cá nhân em tự tìm hiểu và tự học về những cái bài như này thì em cũng có nhận lại nó thành một cái như kiểu là nước để mình cái sau chặt đứng lại thì lúc em mong muốn là build được một bộ tài liệu này để có thể là cung cấp một số cho cộng đồng bằng tiếng Việt. Còn lại thì dĩ nhiên là tiếng Anh có rất nhiều người làm ở Việt Nam, có nhiều người làm nhưng mà cái pioneer này mục đích là em dùng cho cá nhân trước và sau đấy thì cái quá trình này hoàn thiện mà em tối ưu được thứ nhất là tối ưu được về thời gian này, tối ưu được về cái profit là làm sao để mọi người xem lại mọi thứ nó nhanh nhất có thể thì em sẽ ôm một xuống nó này